Một ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất Tây Nguyên mờ ảo sương sớm, với góc trời và khung cảnh đơn sơ thân thuộc ngày nào. Những ngày tháng cuối năm này cũng là lúc vụ mùa thu hoạch bắt đầu. Ở đó, tiếng máy cày ngày mùa lại vang lên ồn ào và mọi thứ dường như tất bật hơn bao giờ hết. Người nông dân truyền tay nhau nông cụ và đồ đạc cần thiết cho một ngày lao động, kể cho nhau nghe vài đôi câu chuyện, nở những nụ cười giòn tan, chân thật trên con đường lên nương rẫy. Những ngày tháng cuối năm này, đất trời Tây Nguyên đẹp lạ kỳ, rừng cà phê bỗng quyến rũ và mộng ảo hơn bao giờ hết. Cây cà phê cuối cùng trả công cho những tâm tư, tình cảm của con người sau nhiều năm tháng vất vả vun trồng bằng sắc đỏ rực rỡ của những hạt cà phê chín. Trên khắp nương rẫy, người nông dân trò chuyện và đều tay hái quả. Những hạt cà phê cứ thế lại chất đầy túi và đong đầy niềm vui lao động trong suốt cả ngày dài. Những âm thanh của ngày mùa ấy là nét đặc trưng mà chỉ những người nông dân gắn bó với nương rẫy, với Tây Nguyên mới thực sự chiêm nghiệm và thấu hiểu được. Để có được hương vị hoàn hảo làm mê hoặc lòng người, đời cà phê phải trải qua những thăng trầm và thử thách trong sương gió, qua từng công đoạn lọc lựa, phơi khô và tách vỏ. Để gánh những vụ mùa về, đời người nông dân cũng phải giải nắng, dầm sương, lao động không mệt mỏi, dành trọn sức lực của mình để hạt cà phê chuyển mình trong màu áo mới và sẵn sàng cho những hành trình tiếp theo. Với tâm huyết của người trồng, cái tỉ mẩn và chăm chút trong từng công đoạn, hạt cà phê thô sơ ngày nào lại trở nên đậm vị, tròn hương hơn bao giờ hết. Những ly cà phê ngon sẽ không chỉ đến từ tinh thần hay cách pha chế, mà còn là thành quả của một quá trình dài, từ những chồi non cho đến tách cà phê hoàn hảo. Chỉ có những hạt cà phê thấm đượm nắng gió, lưu giữ cả một chặng đường như thế mới thực sự là vô giá. Với Rubin Coffee, những giọt tinh túy từ đây sẽ kể cho bạn một hành trình dài của hạt cà phê. Uống Rubin Coffee, bạn đã uống nắng gió của đất trời Tây Nguyên.